Xin kính chào tất cả mọi người ạ à. Hiện tại em Phương lên lô này toàn bộ là chất liệu carbon nha cả nhà Có những cây hàng mới chưa sử dụng, đa phần là hàng mới chưa sử dụng hết nha Và có ít cuối ở phần cuối bên như em này thì có vài cây cần máy là hàng đã sử dụng rồi Thì bây giờ em Phương xin phép được lên lên cần cho mọi người xem nha Rồi cây đầu tiên em muốn giới thiệu mọi người là một cây sofa Cây Shimano sofa này thì mọi người biết chất lượng của nó rồi ha Hàng này là em có một cây mới chưa Em còn một cây duy nhất thì à, em sẽ cho cho mọi người với giá là 2 triệu nha cả nhà Rồi cây này còn một cây duy nhất giá 2 triệu Shimano Sofu Sofu made in Japan Mã code ở đàng hoàng, tem mát đầy đủ Đó, hàng mới chưa sử dụng Nguyên hộp nha cả nhà Hộp đồ còn full nút túi Đây, đọt đây Rồi cây này 4H nha cả nhà Thông số, thông số của nó đó, à, Shimano Sofu giải trúc như thế này Đầu bô xoay 360 độ Rồi, giá 2 triệu nha cả nhà Rồi, cái này giá 2 triệu Hơi cứng ừ, Cái này giá 2 triệu nha Đó, hộp của nó đây Hộp đồ y nguyên ha cả nhà Thông số 4,5 m à, Bao gồm 5 lóng nè Thu gọn 106 cm Nặng 137 g Đọt 1,2 ly Út 19 Góc 19 rồi. Đó là cây Shimano nha mọi người, cây Shimano Sofo Rồi cái Shimano Sofo mã số 1. Shimano Sofo mã số 1 giá giá của nó là 2 triệu. Rồi, tiếp theo qua cây mã số 2. Một cây được lưu hành trong nội địa Nhật. Một cây được lưu hành trong nội địa Nhật nha cả nhà. Thị trường Nhật. Thị trường nội địa Nhật. Đó, nguyên hộp cái hộp của nó như thế này rồi cây này phun nút túi luôn thì xoắn uh, hai da xoắn nè xoắn hai da như thế này rồi đầu uh, cây này là một cây 36 mươi vai ít vai nè xoắn nè hãng cây ri cây ri. hãng cây ri tem mát đầy đủ cái cán tay cầm là xoắn ít như thế này luôn nha em mở phôi cần có dây bảo có dây chỗ bộ bảo hiểm nha đó phôi cần nè, đọt đặt phôi cần rồi đọt này là đọt đặt rồi đầu cần được đóng khoen chống nổ nha nắm trong nè mọi người đọt đây đọt đây ngắm trong nè, hàng mới chưa sử dụng nha. Cái này hàng mới chưa sử dụng. Hàng mới chưa sử dụng nó sáng nè. Mọi người nhìn phôi của nó nè, chất liệu phôi nè. Rồi. Em có hai cây. Hai cây duy nhất. Giá dùng thử nha cả nhà, tháng sau em sẽ về nhiều hơn. Cái này giá dùng thử. Giá dùng thử của nó là cây cái, cái này giá dùng thử của nó là một triệu đồng. những cây này là được lưu hành trong ủa sao em gắn sao nó không vô ta Tào lao thiệt chứ cái đi lát nữa tính sau à nó dính rồi nè tại sao nó không vô rồi cái cây này thông số thông số đâu hè Không số nè. Đúng rồi, tại nó nằm ở trên cái nắp. Nè, thông số của nó nè. 3,6 nè. Đọc là 0.7 nè. Số 17 nè, 660. 60 g. Thông số của nó nè cả nhà. Rồi. Rồi ha. Đó là cây mã số 2, tiếp theo cây mã số 3. Mã số 3, 3, 3 1 em có cây 36. 3.1 cây 36 giá 700 000 Cái này là một cây trốn vợ nha mọi người. Bỏ cấp xe, thu gọn của nó là 33 cm. Thu gọn của nó là 33 cm nè. Thì à, dòng 36 này bao gồm 13 lóng, thu gọn 33. Đọt là 0.6, góc 19, nặng 85 g. À, 4 m nè, 14 lóng nè, 33 cm đọt là 0.6 góc 22 99g và 4.5 đó 4.5 là 36 lỏng 33cm đọt 0.6 góc 23 nặng 130g thì em có 3 size là size 3m6 nặng 85g size 4m là size 3 6 nặng 85g giá 700.000 size 4m nặng 99g giá 750.000 và vai 4 mét rưỡi nặng 130 g là giá 780 nha rồi thì em sẽ mở ra cho mọi người xem nha thì uh, ngoại hình thì nó giống nhau hết nó chỉ khác là số lóng thôi nha cả nhà rồi em cũng báo giá rồi đó eo trứng rứa rồi, cây này mở rồi nè cây này là một thuộc hãng uh, cây riu cây riu nè Yoshita cây riu Yoshita của Japan rồi. Đây. Hàng mới chưa sử dụng nha cả nhà, hàng mới chưa sử dụng nha. Cái này đọc này tầm 3h rưỡi nha cả nhà. 3h, 3h 3h gửi cỡ đó. Ừ. ra cần thẳng nha, nãy nha. Đó, lóng trong nè. Mọi người cứ yên tâm nè, cửa hàng mới chưa sử dụng. Đó. Lóng mới, đẹp không trầy xước. Đây, đọc là đọc đặc nha. Thôi đây. Rồi Tiếp cần đây Rồi đó là em có ba cây ba cây ba cây duy nhất nha ba cây duy nhất mã mã số 3 ba cây duy nhất mã số 3 cây 4 chấm 4 mét với 4 mét rưỡi thì nó cũng y chang vậy thôi nha cả nhà rồi tiếp theo rồi vì về đợt này khách ở đợt trước khách đặt thì em về thêm thì cũng có nhiều khách hỏi nên là giờ em về thêm tiếp cái cái dòng cần này nha cái Dòng cần Yuyan này, carbon từ Nhật Bản Thì cái này em bán cũng đã được 3 lô rồi nha cả nhà Mọi người thì biết cái độ nảy và cứng của nó rồi ha Dòng này là một dòng carbon lưu hành trong nội địa Thị trường nội địa Nhật Carbon Yuyan Carbon từ Nhật Bản Rồi, hàng này hàng mới chưa sử dụng Full túi nút nha cả nhà Đầy đủ túi nút nha Đầy đủ túi nút Nãy giờ mấy cái hộp hàng em lên là đầy đủ túi nút hết á rồi đây đọt của nó đây đó Đọt đây Đọt này tầm 4H nha cả nhà Lóng trong rất là đẹp Mới không trầy xước gì cả Cây này là một cây 3m9 Cây 3m9 này nặng 140g Đọt là 1,15 Mã số 4 giá 900 3 số chị Mã số 4 giá 950 Mã số 4 giá 950 nha 3m9 giá 950 nha Rồi tiếp theo Là một cây 5m4 4m5 nè cũng carbon từ Nhật Bản luôn Hàng mới chưa sử dụng nha Cái này thì nặng 180 g Đọt là 1,15 ly Giá 1 triệu Hôm bữa không đủ size 4,5m và 5,4m để bán nè 39 thì người ta hỏi cũng nhiều Nhưng đa số là người ta hỏi 3,6m Đa số là 3,6m nha Rồi Đây Rồi Thì cái này là hàng mới chưa sử dụng Nên là nó không thể xước gì Phun túi nút nha cả nhà Rồi tiếp theo em có một cái 36 6 nè cái này nặng 135 g Đọt là 1,15 giá 900 nha Đó giá 900 Cũng là hãng du dân carbon từ Nhật Bản Rồi những cái dòng này thì nó có đều có cái Cái bụi dây bảo hiểm Đó Full túi nút đọt thì cũng 1,15 ly Đó nè Hàng mới chưa sử dụng hết nha Lóng trong thì nó đều như nhau hết Đó nó chỉ khác sai thôi nha Nên em lên nhanh nha mọi người đó, dòng này thì đợt trước mọi người cũng đã biết rồi ha Nên em lên nhanh hơi nhanh một chút mọi người thông cảm ha Đây, cây mã số 6 Cây mã số 6 nha Cây mã số 6 giá 900 ngàn Cây mã số 6 3m6 giá 900 Tiếp theo cây mã số 7 5m4 Thì nó cũng vậy, dây bảo hiểm Carbon du dân từ Nhật Bản 5m4 nặng 240g Đọt là 1,15 ly làm 4h nha cả nhà Rồi giá 1 triệu 150 ngàn 1 triệu 150 ngàn nha cả nhà ơi Ờ, thì cũng nói với mọi người luôn là hồi đợt trước em đi theo CNT á đó, đóng trong mới ha cái đợt này, 4h thì em có gửi hàng bên CNT thì thực sự như thế này nè em gặp một tình trạng là em mới gửi hàng bên CNT thì nó gọi là cước thì nó cũng khá là rẻ Và đi thì cũng gọi là nhanh nhưng mà có một tình trạng là nếu mà hàng gặp vấn đề gì thì mình sẽ không được bồi hoàn nha cả nhà thì thì họ dựa theo nguyên tắc thì họ sẽ đánh những cái lỗi sai của mình để họ không phải bồi hoàn nha thì em cũng bị máy đơn rồi thì toàn đơn toàn là bị mất những cây nft hoặc là cây mắt hai nè cây nft nè hai cây nft uh, một cây sakura thì một cây sakura thì giờ vẫn chưa biết tung tích ở đâu thì hôm đó em có bán cho một anh khách quen nhưng mà anh khách quen kêu thì nó hơi nó hơi mềm thì ảnh uh, hoàng về thì hoàng về thì bây giờ thì cũng không biết hàng nó đi về đâu rồi 10 ngày rồi em chưa nhận được hàng và Báo bên kho thì kho cũng không biết là hàng nó đi đâu hai cây nft thì giá khách 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 quen lấy thì với giá là một triệu tám thì ảnh có cọc rồi là thu cốt là một triệu tám thì bây giờ à, bên vận chuyển báo là mất hàng nhưng mà vì lý do là em không khai giá nên là đền cho em được 108 trăm ngàn đó thực sự là như vậy và một cái mắt hai thì với 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 cái lý do là quá hạn không giải quyết quá 5 ngày nên không giải quyết đó thì em cũng không hiểu thì em mới lấy em mới vặn lại thì em kêu là uh, nếu mà gọi là quá quá ngày hàng về thì tại sao khi hoàng về không đem hàng về cho em mà bắt em ra kho lấy thì bây giờ bảo quá hạn không giải quyết thì nói sao có vậy giá cây mắt hai đó là chín trăm rưỡi thì đền cho em được năm trăm ngàn thì đền 500.000 thì không mấy vui vẻ đâu mọi người thì cũng chẳng dọc lắm cầm 500.000 của mình mà mà gọi là xấu hổ lắm cả nhà để cho người ta nói xấu hổ thì đền cầm được 500.000 trong tay thì cũng khá là xấu hổ luôn với lại cái tình trạng thứ hai đó là em gửi hàng thì có một cái tình trạng như thế này là bị gãy hàng thì có nhiều đơn á bị một triệu tám mà em đã đền bù cho khách bởi vì là khách em thì tới lúc em em Phương cũng đã nói rất nhiều với mọi người là cái này là mình được kiểm tra hàng trước khi thanh toán thì mình hãy kiểm tra thật kỹ giúp em Phương có gì thì em Phương còn bấu víu được một chút bên bồi bên bên vận chuyển để người ta có thể ví dụ 100 200 không đáng nhưng mà 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 nó rất là quan trọng đối em ví dụ như bên vận chuyển bù cho em một ít rồi em bù cho mọi người một ít thì có lẽ sẽ lấy lại được vốn cái đó thì cái đơn đó thì có một cái anh là mua của em với giá một triệu tám nhưng có lúc nhận hàng là tình trạng là ống là bị dập thì ảnh vẫn nhận ảnh kiểm tra rồi vẫn nhận nhưng tới lúc nhận xong thì lại bảo là hàng bị dập thì em đã phải đền cho ảnh là giá tổng tất cả cái đơn hàng đó em phải đền cho ảnh một triệu tới lúc mà mình nói tới hàng, giao hàng mình đã nhận rồi giao hàng họ đâu có chịu nữa đâu nên em rất là khổ còn những cái mà giao hàng nó quăng gãy nhiều á ví dụ như gãy đọt gãy đồ do em đóng sơ xuất á thì em cũng đã chịu 200 300 thì cái đó cũng là một lỗi do một phần của mình nữa nên là cái đơn vị vận chuyển GNT này thì em lấy thật sự luôn á nên là đợt này em cũng muốn thông báo với mọi người là mọi người yêu quý em Phương thì có thể là đợt này em gửi bên bưu điện nha cả nhà bưu điện giá cước thì nó có sẽ cao hơn một chút ví dụ như em đánh bảo hiểm vô thì giá nó có thể là từ 40.000 đổ lui thì em Phương cũng muốn nói với mọi người như thế này thì giá cước nó cũng hơi cao thì em Phương sẽ hỗ trợ. Có những đơn thì nó lên tới 50 mấy ngàn lận nên là em Phương sẽ hỗ trợ cho tất cả các đơn hàng là 30.000 đồng giá 30.000 tiền ship nha mọi người. Còn bao nhiêu em Phương sẽ bù. Có những đơn thì năm mươi mấy ngàn em Phương sẽ bù, ba mươi mấy ngàn em Phương cũng sẽ bù. Thì phí ship của mọi người chỉ là cộng vô 30.000 thôi. 30.000 thôi nha mọi người, phí ship 30.000 còn lại em Phương sẽ bù cho mọi người nha. Đó và cái uh cái ấy hơn là thì em sẽ uh, sẽ đi không thể nhanh hơn cái zin tay được bưu điện thì zin tay có thể là từ 2 tới ba ngày hoặc là 4 ngày còn bưu điện thì phải từ năm bốn tới năm ngày nha cả nhà nên là mọi người yêu quý em phương thì có gì thông cảm cho em phương về cái vấn đề đó nha rồi ý là em Phương tâm sự với mọi người một chút xíu vậy thôi nha Không có ý gì đâu Nên là có gì mọi người không phải mọi người bỏ qua cho em ha Rồi tiếp tục em Phương lên Cần tiếp theo cho mọi người em Phương còn hai cây coi nha Đợt này về thêm hai cây coi 4 mét rưỡi Đó Cây coi 4 mét rưỡi nè Cũng carbon từ Nhật Bản luôn Cây coi này à 100 nặng 120 gram Đọt là 1,1 Giá 9,8 nha cả nhà Giá tám Bữa em bán 1 triệu Giờ em bán trăm tám đây. Okay. Rồi, nè. Đó, đây hàng mới chưa sử dụng, đọc đây mọi người. Cái này tầm 4H hết nha. Giờ này tầm 4H hết, 3 4H hết nha cả nhà. Đọc là 1 ly, 1 ly 1. Cái này đọc 1 ly 1 giá 4, tầm 4H nha. Rồi, ra cần thẳng cấn nha cả nhà. Rồi, mã số 8, tiếp theo cây mã số 9 cũng là một cây coi. Cây coi này là dài 3,9 nặng 95 g, đọc là 1,1 ly. Rồi giá 950 luôn nha. Đó, carbon từ Nhật Bản mới Cái này là full túi nút nha mọi người Đợt trước thì giá nó sẽ rẻ hơn mấy chục ngàn Bởi vì nó không có không có nút, không có túi Có cái có túi, có cái không có túi Có cái có nút, có cái không có nút Thì bây giờ hàng này full túi nút Thì nó sẽ cao hơn một chút nha mọi người Túi nút ring của nó luôn nha Rồi đó, như thế này Rồi, giá của nó là 900 rưỡi Rồi, mã 3m9 Mã số 9 mã số 9 tiếp theo cây mã số 10 và 11 đây hai cây giống nhau nha 10 và 11 nè hai cây du gian carbon từ Nhật Bản luôn nhưng mà cái này là giả chút 3 mét 9 mã đọc là một ly nặng 90g mã số 10 giá 900 rưỡi và cây 3 m 6 mã số 11 nặng 80g đọc một ly giá 900 đó nè đó, túi nút đầy đủ nha đọc đây đọc một ly hết nha cả nhà đọc đây. Rồi dòng này cứng 3h rưỡi 4h nha. Đó, khoảng 3 hướng rưỡi 3 h rưỡi tới 4h. Hàng mới chưa sử dụng full túi nút nha cả nhà. Hàng mới chưa sử dụng full túi nút đó. Rồi, đây. Cái này thì mọi người cũng thông cảm tại vì em Phương đã lên mấy lô rồi nên là bây giờ em lư... Phương lên sơ thôi. Còn lại những cây nào mà chưa lên thì em Phương sẽ lên kỹ. Mọi người thông cảm cho em ha. Rồi hoặc là mọi người muốn xem cần như thế nào thì mọi người cứ inbox qua Zalo theo số là 0931272712 thì em Phương sẽ quay trực tiếp cho mọi người xem một lần nữa nha rồi tiếp theo em có một cây mi. siêu nhất nách luôn cả nhà ơi 6m3 nha tiếc nó là size 6m3 cho bốn m rưỡi hoặc là 5m4 thì là vô mánh rồi nè mọi người nhìn cái cách xoắn của nó nè cây này rất rất là mới luôn tem mát đầy đủ rất rất là mới luôn nha em nói mới là 90 1899 99 phần trăm luôn nè mọi người nhìn đi nó không có một cái vết xước nào luôn cái chỗ này dơ nè cho mới nói một cái mà nó Tàn nhành một vết xước chắc xấu hổ lắm <laughs> Em vương dẫn thôi Rồi một cây Xiaomi Cây Xiaomi là dòng Linh Lai 6m3 nha Xiaomi Linh Rồi 6m3 nặng 210g Đọt là 0,7 góc 22 Đó, Cây này thì nói thật ra là 6m3 nó cũng hơi dài Đọt này là đọt đặc nha Tầm 3h Nè mọi người nhìn cái lóng trong của nó nè Trời ơi nó đẹp nè. Quá trời là đẹp xoắn nè, xoắn gì mà xoắn. Đẹp ơi là đẹp luôn. Rồi, cái này em Phương để giá 1 triệu cho mọi người thôi. Em Phương định bán 1 triệu 150 á, nhưng mà đừng cái là nó hơi mềm nên là bán 1 triệu thôi. Nó hơi mềm nha, em Phương cũng nói là nó mềm ở đầu cần nha. Nó mềm ở đầu cần thôi nha cả nhà. Ừ. Cái này siêu tầm thì nhất nách luôn. Hôm nay video này không bán được thì em sẽ đăng lên cái hội kia bán tại hôm bữa em thấy cái anh kia bán cái cây 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 cây, lai này bốn mét rưỡi cũng đã một triệu mấy rồi thì ảnh cũng nói là nó hơi mềm thì cái dòng này nó cũng hơi mềm thiệt nha cả nhà nếu nó hơi dài á rồi tiếp theo cây mã số uh, 13 đó cây mã số 13 này em về thêm được mấy cây nè nhanh tay nha mọi người chỉ có ba cây duy nhất hàng mới chưa sử dụng cái cây này hôm bữa em leo cái video đó em nhớ là cây này mã số 13 14 nè rất là nhiều anh thích luôn cây này là một cây xoắn hai da du hân hãng nội địa đàng hoàng nha tem mát đầy đủ nè rồi cái này 4 m nặng 120 g hai đọt là 0,8 da tầm nó tầm nó nằm ở khoảng tầm 3 h ba rưỡi gì đó nha cả nhà đó nè mọi người nhìn thấy nó sắn nè hai da nè đó nó sắn bắt đầu từ lóng thứ ba nha sắn hai da hàng mới chưa sử dụng nên mọi người cứ yên tâm nha nó về mà nó có trầy xước gì á to lớn thì mọi người cứ báo với em để em sẽ bớt tiền nghe còn lại đa số hàng mới về á thì em cũng đã kiểm tra hết rồi em không có thấy cái vết xước xác nào to hết nhiều khi vận chuyển thì mình sợ thôi đó đối với những đơn hàng mà đã thanh toán trước á thì em yên tâm tới nơi mà hàng có vấn đề gì thì em sẽ chuyển khoản trả lại tiền cho mọi người nha mọi người cứ yên tâm ha rồi cái này giá một triệu thôi mọi người mã số 13 giá một triệu bữa không có cây này để bán luôn bữa nay em về thêm máy cây nhanh tay nha mọi người một triệu mã số 13 tiếp theo cây mã số 14 mọi người để ý cái dòng này nha dòng này mới chưa sử dụng luôn nè em mới vừa lột ra thôi á rồi cái này dài 3m9 mã số 14 nặng 160g đọc là 0,7 góc 15 thì cái này em Phương để cho mọi người giá 1 triệu mốt nha để cho mọi người giá một triệu mốt dòng là dòng sắn ít đó nè cái này được lưu hành trong nội địa thị trường nội địa Nhật nha mọi người thị trường nội địa Nhật tem nè tem nội địa đàng hoàng nha Sắn ít hãng mới chưa sử dụng nè si gì sì, gì đây nè thì đó, mấy cái này nó khó khó đọc quá rồi cái này ba mét chín nha em về được size ba mét chín nha size ba mét chín hàng mới chưa sử dụng cái này đọt là đọc đặc đọt chỉ là không ly nhưng mà thông số nó tầm 4 h nha cả nhà ra cần rồi rất là thẳng và nảy cây này ra cần rất là thẳng và nảy nha em phương đảm bảo không nói dối nha cả nhà rồi sáng ít như thế này đó mới chưa sử dụng rất là đẹp luôn. Dòng này đợt sau tháng sau em sẽ về nhiều. Tháng sau em sẽ về nhiều giá sẽ cao hơn nha mọi người. Đợt này em lấy thử nên em để cho mọi người giá một triệu mốt thôi. À, giá cao hơn một chút hãy. vài chục ngàn hoặc là trăm thôi. Đợt này bán để lấy giá nha mọi người, giá một triệu mốt nè. Em có ba cây, rồi ba cây. Cho ba anh nào nhanh tay nhất nha, giá một triệu mốt. Cây này em không bớt nha. Rất là đẹp, cây này rất là đẹp luôn. Rồi tiếp theo, cây mã số 15 lăm. Đó, một cây 7m2 7,2 túi da đầy đủ nè đó thì cái cây này nó vấn đề nó như thế này là xong ít nè thứ nhất là xong ít nè những đó cây mã số 15 nè 16 nè 17 18 nè đều là những cây lưu hành trong thị trường nội địa Nhật nha cả nhà được lưu hành trong thị trường nội địa Nhật thì cái dòng 7m2 của những cây 15 16 17 18 này thì đều là 7m2 đúng không Thì những cái cây 7,2 này thì nó sẽ có một nhược điểm là đầu cần hơi mềm nha cả nhà đầu cần hơi mềm à, em phương nói luôn để lúc nhận hàng khỏi khỏi phải thì mọi người cứ cân nhắc chỉ thì mua nha dòng này là dòng mới chưa sử dụng hàng này hàng mới chưa sử dụng hết nha không phải bảy nặng 300 g rồi cái này 700 ngàn mã số 15 Xong ít nha Đó, Đọt đây Thì đọt thì Đọt đặc thôi Đọt đặc cái này tầm bát rưỡi ha Đó Cái cây này thì lóng trong như thế này đó đóng trong là carbon sáng vòng này mọi người nhìn cái vân sáng của nó là mọi người biết nó đẹp tới cỡ nào rồi không phải là dạng carbon bậy bạ ha dạng carbon trôi nổi đâu mà giờ em bán rẻ đâu không có nha rồi carbon cái phôi carbon chất rất là đẹp phôi đầu tiên lóng đầu tiên thì sóng ít ừ. thì cái mã 15 này là giá 700 ừ. hàng mới chưa sử dụng hết mọi người nhìn phôi carbon của nó nè đó, không phải mấy cái phôi bậy bạ đâu ha rồi đó là cái mã 15. Tiếp theo cái mã 16 nè. Cái mã 16 lên cho mọi người nè. Rồi, cái mã 16 cũng là một cây 7m2 nha. Đó, cây này thì màu xanh. Nặng 300g. Đọc là 0,7 góc 24. Cũng tầm 3h nha. Xăng ít nè. Romaine nè. Tem mát nè. Đó, thì cái phôi cũng nó y chang nè. Cùng ở trong là xoắn vòng nè. Ôi đẹp lắm cả nhà, hàng mới chưa sử dụng nên mọi người cứ yên tâm nha Em Phương không rút hết lóng ra không phải là nó bị gì Nhưng mà tại vì nó hàng mới chưa sử dụng nên là là nó không có chày xước, không bể nát gì hết nên Mọi người yên tâm, đọt này cũng tầm 3H nha Rồi, thì cũng giá 750 như hồi nãy em Phương nói Đầu cần nó hơi dịu Nha mọi người, rồi mã 16 Tiếp theo cây mã số 17 đây Rồi, một cây 5m4 hơi bị ngon Cây này thì mắc hơn chút nha Cây này 5m4 hơi bị ngon luôn mã số 17 nặng 200g đọt 0,7 gốc 20 giá 850 ừ, cây này thì in huy carbon 5m4 ừ, sẵn nè sẵn ít nè mọi người nhìn phôi nè đây đó nè ở đóng trong này đẹp không quá trời đẹp luôn nè sẵn nè đó sẵn nè cả nhà ừ, trừ cái đọt thôi trừ lóng hai và cái đọt thôi lóng 2, lóng ba và cái đọt thôi này tầm 3h rưỡi nha 3h 3h rưỡi tầm 3h 3h rưỡi nha cây này ra cần khá là thẳng không mỏng đâu nha nhà Rồi cái này 800 rưỡi mã số 17 tiếp theo cái mã số 18 cái mã số 18 đây đây cây sẵn hai da 7 mét 2 cây này carbon 95 từ Nhật Bản nè carbon 95 từ Nhật Bản đó à, mã 18 nặng 300g đọc 0,7 gốc 24 rồi cũng là sẵn hai da luôn Đúng, mọi người nhìn cái phôi trắng của nó nha này Đọc đây đọc này cũng tầm 3h nha mọi người 3h 3h rưỡi nha tùy cảm nhận của mỗi người ha đó lóng trong nè đó sẵn hai da nha rồi cái này giá của 700 luôn 700 700 nha mọi người em em nói là cái 700 này là thực sự là gọi là em Phương không nói thách luôn á rồi mã 18 tiếp theo cái mã 19 rồi cái 7m2 cuối cùng cây xoắn ít cây xoắn ít 7m2 cuối cùng đó mã 19 giá 700 nặng 290g là 0,7 góc 24 xoắn ít nè đó cái này thì nó xoắn ít luôn cái cây kia là vỏ ngoài xoắn ít ở trong xoắn vòng còn cái này là xoắn ít luôn nè làm xoắn ít luôn nha đó ừ, xoắn ít trừ lóng thứ hai lóng thứ ba và lóng đọt nha rồi cái đọt nó biến ngon mất tiêu rồi u là trời À, à, đây này cái đọt này đọt đặc nè làm đây chắc nó kẹt cái, cái 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 sợi dây đầu cần nó hơi dài cả nhà em cứ tưởng là nó mất cái đọt nữa là xong cây cần của em luôn rồi đó là lô hàng mới chưa sử dụng rồi tiếp tục giờ em qua cái lô hàng bãi nha cả nhà hàng bãi đã sử dụng rồi nha rồi quên hôm nay là video khá là dài luôn rồi tiếp theo tiếp theo đó một cây Shimano Tomorrow Tech Today độ mới thì mọi người nhìn trên là mọi người biết cái độ mới của nó đây nè mới bóng luôn trên 90 phần trăm 92 95 phần trăm trời mới lắm luôn nè sáng ít nè mọi người sáng ít nè đó trừ cái lóng đọt thôi cây này là một cây cần iso khoen bự khoen của nó là khoen busi nha cả nhà đúng không để tìm ra tìm tìm, tìm ra tìm cái chữ busi đây xem thấy cái chữ busi đâu hết vậy rồi xong rồi em thấy chữ Puji đâu hết rồi thiệt là lâu lâu em phương mới lên cần máy nên em phương đó nói chung là khoen này nè đó, khoen như thế này nha rồi ừ. hi bao và sắp ít nó xoắn hai da mới lắm luôn nha cả nhà đó cái chỗ này mọi người nhìn thấy là mọi người tưởng chày đúng không không phải nè nhìn em phương lâu nè lớp bụi nè lâu ra nó bóng nè đó tay em phương nó dơ nè cái này rất rất là mới luôn nha mọi người bát nè Fuji nè. 4 m mốt nè, độ cứng 1. Cây này ạ. Cây này Là cây mã số 20, nặng 410g Đọt là 2,2, góc 22, giá 1 triệu tư nha cả nhà Mới lắm luôn, mới trên 95% nha Rồi, trên 95% cho cây đó Tiếp theo là cây mã số 21 Thì cái cây này là thông số của nó là 4,5m Gồm 5 lắm đó, Thu gọn 101, cm nè, nặng 620 g. Thì cái cây này là độ cứng tầm từ tầm, tầm 25 30 gì đó nha cả nhà. Cây này độ cứng tầm 25 30. Thì cái cây này là thuộc cái dòng Osaka Fishing Tackle. Đó, Osaka Fishing Tackle nè. Osaka Fishing Tackle thì cái dòng này cái hàng nội địa này thì mọi người biết rồi. Bát nó là bát Fuji nè, carbon Roll. Rồi, cây này hàng mới nha mọi người. Mới túi túi nút đầy đủ nha. Đó nè, nè hầu như là chưa sử dụng luôn bát mà puji nè đó puji nè đọt đây à, mọi người nhìn thấy là mới hầu như chưa sử dụng luôn nha hầu như chưa sử dụng luôn á ừ, ừ. mới tinh tươm luôn mới tinh tươm luôn nha bao đầy đủ túi đầy đủ hết rồi cây này mã số 21 giá dạ, giá dạ. 900 thôi lấy cho mọi người tám trăm rưỡi cây này đi tám trăm rưỡi lấy cây này tám trăm rưỡi thôi nha nhưng mà thật sự là cái này rất là mới luôn nha Mọi người cứ yên tâm nha Em Phương không nói bậy Đó, Đầy đủ túi nút Đầy đủ túi nút của nó nè ừ. Rồi tiếp theo em Phương có Cây mã số 22 Một cây Shimano uh, nặng 200g đọt là 1,55 ly góc 19 thì cây này giá 650 cây này là hàng China xuất nhật nha tem nè tem xuất nhật nè Shimano nè China xuất nhật độ cân 4 dài 3m6 Đồ cân 4 dài 3 m sáu Đó, chỗ này thì nó có xước nè mọi người Cái chỗ cái tay cầm á Đó, xước chỗ như thế này nha Đó, còn lại thì cũng khá là ổn Có xước dâm nhẹ nhẹ thôi Khoan chỗ này là ghi pussy nè Chỗ này ghi nè Chỗ này thì không thấy ghi gì hết Đó, đọt đây, đọt 1,55 Nóng trong nè Đó, cũng khá là ổn Chày xước nhẹ vài chỗ thôi nha Còn lại thì cũng còn mới Rồi cái này 650 mã số 22 Tiếp theo mã số 23 Mã số 23 em có hai cây cần máy một cây là một cây alpha Taker mới hầu như chưa sử dụng nha mọi người đó khoan hãng bát hãng nha đã Fuji bát Fuji alpha khoan hãng đó cây này của Korea xuất nhật nha cả nhà Cô Korea xuất nhật nha rồi nặng 2m7 nặng 320g đọc là 2,3 mã số 23 cây này lên giúp em giá 1 triệu 2 nha mọi người giá 1 triệu 2 khoan của nó đây đó mới nè mọi người nhìn thấy nó mới chưa đó, hầu như chưa sử dụng luôn. Rồi, đó là cây mã số 23. Tiếp theo cây mã số 24, một cây Shimano xoắn ít nè. Đó, mới tinh tươm luôn. Cái Ambataker này còn chưa tháo cái này ra luôn nè mọi người. Bọc ni lông chỗ cán tay cầm luôn. Cây Shimano này hầu như mới chưa sử dụng luôn nè. Đó, thì cái cây này là 2m7, xoắn ít, tem mát đầy đủ. Hàng nội địa nha. 240g, đọt là 2 ly. Mã số 24 giá 1 triệu tư nha mọi người. Nè. Đó, để cho mọi người nhìn thấy nha đó nó sẵn nè mới tinh tươm luôn hầu như chưa sử dụng luôn nha rồi cây này giá cho một triệu tư mọi người ăn cây nào thì vui lòng inbox qua zalo 0931272712 giúp em ạ cảm ơn mọi người chúc mọi người một ngày tốt lành xin chào